Chủ tịch ạ. Chị bay về nước có mệt không ạ? Để em hoãn công việc của chị qua ngày mai chị xử lý sau. Hôm nay chị có cuộc họp lớp, chị có muốn đi không ạ? Được rồi. Thế hoãn công việc qua ngày mai cho tôi nhé. Hôm nay tôi sẽ đi họp lớp. Những thứ tôi cần cô chuẩn bị đến đâu rồi? Em đã chuẩn bị ổn thỏa rồi ạ. Đây là chìa khóa xe của chị. Sao chị không nhờ tài xế đưa đi cho đỡ mệt ạ? Thôi, mọi người cứ làm việc của mình đi. Tôi có chút việc nên muốn một mình giải quyết. Ơi, tao đây. Trời ơi, đợi mòn mỏi thì cuối cùng mày cũng chịu về rồi. Sao không để tao ra đón? Thôi, có gì đâu mà phải đón đưa. Mày đang ở đâu? Tao đang rảnh, có khi mình gặp nhau cái nhở? Tao cũng đang rảnh mà. Mày cứ ra chỗ cũ nhá. Xem có nhớ hay không? Tất nhiên là tao nhớ rồi. Chờ một chút, bây giờ tao qua nhá. Ừ, ok. Mày ngơ ngác như người mất hồn đấy hả? Ui, xe kia là xe của mày á? Ừ, xe của tao đấy. Ui, tao không nghĩ là nhìn thấy được xe này ở ngoài đời thật luôn ấy. Mà còn bất ngờ hơn nữa là mày sở hữu cái xe này. Nếu mày thích thì lấy mà đi vài ngày, tao tạo điều kiện cho mày với đam mê của mày đấy. Thật á? Nhưng mà tao có mỗi cái xe đạp ghẻ này thôi. Mày đi làm sao được? Không sao, tao đi được. Mày cứ lấy xe của tao mà đi. Ui. À, mà chiều nay họp lớp đúng không? Ừ, chiều 4 giờ, Ngọc tổ chức. Lại là Ngọc à? Thế thì lại càng phải đi. Ừ, mà Ngọc bây giờ khác ngày xưa lắm. Nó là thư ký của tập đoàn Sang Vũ rồi. Đấy chẳng phải là tập đoàn của nhà Sang à? Đúng rồi đấy. Chán lắm, nó dùng mọi thủ đoạn để leo lên được vị trí đấy. Cô ta cũng nguy hiểm hết nhở. Để xem chiều nay như thế nào. Quên nãy giờ chưa gọi đồ. Em ơi, xe của tao ấy, thì mày cứ lấy mà đi. Nhưng mày nhớ là chiều nay không được nói đấy là xe của tao đấy nhá. Ơ nhưng sao lại thế? Thì mày cứ làm như tao nói đi. Lâu lắm mới gặp đấy. Ừ, lâu không gặp. Mày biết tin gì chưa? Mày biết gì thì nói luôn đi, còn hỏi. Con Hương nó mới về nước đấy. Không biết hôm nay nó có dám vắt mặt đi học lớp không nhở? Thì người mà anh một thời thầm thương trộm nhớ đấy. Đấy là việc của ngày xưa. Còn bây giờ thì anh chỉ có mình em thôi. Mà cô ta đi thì chúng ta mới có trò tiêu khiển mà chơi chứ. Để tao xem. Sau khi bị tao chơi mực vố như thế, liệu nó có ngóc đầu lên được không? Công nhận, mày cũng giỏi thật đấy. Mày lừa nó sang nước ngoài, còn lừa cả tiền, cả hộ chiếu của nó. Hôm nay nó mà ngóc đầu lên được,
Thì con này giỏi đấy. Mày im đi. Mày thần tượng nó à? Thôi. Con này đốt hương muỗi cũng lên. Đi. Lâu rồi không gặp, chào mọi người. Trang à, sau bao nhiêu năm đi nước ngoài, bây giờ cũng khá lên rồi đấy nhở. Từ đi bộ, bây giờ có cả xe đạp để đi cơ đấy. Chỗ bạn bè, nếu không có xe đi thì bảo với tớ một câu, tớ cho tài xế của tớ đến đón. Sao Trang bây giờ trông thảm thế? May mà ngày xưa tôi không yêu cô nữa, chứ không bây giờ đến nỗi dắt xe đạp quá. Đối với tôi, xe cũng chỉ là phương tiện để đi lại thôi mà. Mà đi xe đạp cũng tốt, còn rèn luyện được sức khỏe nữa. Ngày xưa, có một anh chàng sống chết đeo bám tôi. Giờ thì... Mà thôi, vậy cũng tốt. Với loại như mày, thì cũng không có lựa chọn nào tốt hơn đâu. Trong mắt những người như cậu, thì giá trị của xe sẽ nói lên giá trị của con người sao? Thế thì chẳng phải... Con người còn không bằng đồ vật à? Đúng thế đấy. Đối với tao ấy, mày còn không bằng một cái bánh xe của tao. Cái thứ rẻ rách như mày mà cũng đòi đi học lớp á? Không biết nhục à? Hay là từng đấy năm chưa đủ với mày? Có dăm ba cái ô tô mà muốn làm gì thì làm sao? Đẳng cấp nó nằm ở đây này. Để tao cho mày biết thế nào đẳng cấp. Đi. Mày nhìn đi, đã bao giờ mày được ngồi trên chiếc xe sang ngày chưa? Xe thì chắc chưa được đi bao giờ mà cũng to mồm. Nói thế cũng không làm cô sang hơn được đâu. Được rồi. Anh, mở cửa ra. Mở cửa ra. Này, mở ra. Mở ra. Con này mở ra, ok. Ok, đứng lại. Dương ơi, nó không biết đi đâu. Xuống đi, xuống đi. Ôi dồi ôi. Trời ơi, Sước ơi, xe rồi. Ôi. Sước, xuống xe. Cô nhìn đi. Cô có đền được không? Mày thể hiện nhầm chỗ rồi con ạ. Mày có biết xe của tao đáng giá bao nhiêu tiền không? Giờ thì mày lấy gì đền cho bọn tao? Cũng chỉ là một chiếc xe mà mắng chửi người như vậy sao? Chửi để cho cái loại cô khôn ra đấy. Mày có biết cái xe đáng giá bao nhiêu tiền không? Mấy tỷ đấy nhá. Cả đời mày đi xe đạp cũng không tận dụng được đâu. Đúng vậy. Nếu là tôi có 4 năm trước thì không thể. Nhưng ở thời điểm hiện tại thì chưa nói trước được chuyện gì đâu. Những gì mà bây giờ cô có là do năm xưa dùng mọi thủ đoạn để chia rẽ tôi và Sang. Rồi chiếm lấy Sang và làm tay sai cho anh ta. Những gì ta có được ý là do ta cố gắng mà có được. Còn bằng cách nào ý thì bây giờ không quan trọng nữa rồi. Để xem có bản lĩnh ngồi vững được hay không đã. Thôi, tao không cần nghe mày nói nhiều. Giờ thì mày lấy tiền để đền cho bọn tao đi. Được rồi, mấy tỷ chứ gì. Alo, Minh à, qua chỗ họp lớp ngay đi nhá. Đến để gặp lại những người bạn cũ. Ừ, ok. Có khác, có cả siêu xe để đi cơ đấy. Chứ ai như một số người đâu. Ông bạn dạo này khá quá nhỉ. Hôm nào anh em mình đi nhậu nhá. Ừ, cảm ơn. Mình đi siêu xe đấy. Nhưng mà siêu xe của mình ở kia kìa. Thôi, mình cứ đùa bọn tớ. Cậu đi siêu xe, cần đến xe đạp làm gì? Xe gì thì cũng chỉ để đi thôi. Nhưng mà Trang mới là chủ nhân của chiếc xe kia. Mày làm gì mà có nhiều tiền như thế hả?
cậu không cần ngạc nhiên như thế đâu. Còn nhiều chuyện hay lắm, từ từ mà xem. Alo, mọi chuyện sao rồi? Bên tập đoàn của mình đã mua lại được tập đoàn Sang Vũ rồi ạ. Chị yên tâm nhé. Được, cô làm rất tốt. Việc đầu tiên tôi muốn cô làm là sa thải thư ký Ngọc của công ty Sang Vũ cho tôi. Vâng ạ, em sẽ thông báo sa thải cho cô ấy ngay ạ. Ừ, ok. Các người sẽ phải trả giá về những gì mà các người làm. Tôi sẽ lấy lại tất cả những thứ mà năm xưa cô cướp từ tay của tôi. Cô nói thế là sao? Alo. Các người là lý do gì mà sa thải tôi? Tôi là người yêu của chủ tịch cơ mà. Alo. Cô đã làm gì? Điều đó bây giờ còn quan trọng sao? Năm xưa cô vì lợi ích của bản thân mà bán rẻ lương tâm, bán rẻ bạn bè, thì đây là cái giá mà cô phải trả. Tôi cũng chỉ lấy lại những thứ thuộc về mình thôi mà. Thông báo luôn cho các người biết, hai chiếc xe này là thuộc quyền sở hữu của công ty tôi. Tôi sẽ cho người thu hồi lại. Các người liệu đánh xe về trả tôi đi. Thế rồi, bây giờ mình phải làm sao bây giờ? Em bị đuổi rồi này. Anh thì mất công ty rồi, mất hết mọi thứ rồi. Adam Store, thương hiệu vest nam may sẵn hàng đầu Việt Nam.